Em chào các bác nhá. Bây giờ em sẽ đánh một chiếc xà beng bằng cây tròn khoan. Cái cây này nó có lỗ này. Em đã bổ ra và bây giờ em sẽ cho vào đỏ và em bổ tách nó ra. Sau em sẽ test đánh nhá. Test máy nhá. Máy nhà em đây này. Đây là con máy 3 ký nhà em nhá. Đây các bác ơi, bột đỏ là nó ra mỏng dính này luôn này. Đấy, các bác nhìn này. Mà đánh ra lưỡi rất là đều nhá các bác nhá. Cái này bây giờ thì đập qua một phát là diện luôn lên cây xà beng này. Cây này rất là rắn. Cái cây này mà để cho hai vợ chồng em đánh chắc phải mất khoảng ba đỏ chắc là đánh nó mới được ra đánh mạnh, may ra mới ra được như này. Máy đập xà beng rất là ok nhé các bác nhé, thành lưỡi xà beng luôn. Bây giờ đi mài chiếc cạnh này được, vì cái này là em làm nó cũng không làm không đánh cho to ra quá, thì bác ấy bảo làm mà nó vừa thôi, bản chỉ tầm này thôi là được rồi. Đấy, cũng cạn rất là mỏng các bạn. Đây nha các bác nhá, đây là con máy 3 ký nhà em này. Con máy này của nhà em để sử dụng ở nhà thôi. Đấy, vừa em cũng test đánh chiếc xà beng này cho các bác cũng xem rồi, các bác cũng biết rồi. Đấy, đánh xà beng rất nhanh. Và những video sau thì em sẽ test thử đánh dao. Con này thì giá hiện tại nhà em đang làm là 17 triệu nhé các bác nhé. Đấy, đập rất là ok các bạn, rất là mạnh, quả búa 20 cân. Đấy,
Thì bác nào có nhu cầu thì inbox Zalo cho em nhé. Đây số điện thoại nhà em này. Em cảm ơn các bác đã xem hết video của em nhé. Em chào các bác nhé.